Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương chỉ đạo hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong hệ thống thư viện công cộng bên cạnh đó là tăng cường tổ chức trưng bày triển lãm sách báo xuân đường sách phố sách và các hoạt động phục vụ lưu động với hình thức đa dạng ưu tiên phục vụ trẻ em người cao tuổi đồng bào vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng dân tộc thiểu số công nhân người lao động làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất